Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục một cái series là mua hàng online trên mạng các bạn. Thì sản phẩm lần này là mình mua là một cái chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ thông minh nghi gọi có hiệu là Sipalaji gì này, nói chung là tiếng Anh mình đọc không có rành nha. Mã là GTR3 Pro. Đó, màn hình AMOLED HD. Đó, mình mua màu vàng nha các bạn. Đó thì mình đã nói nhiều lần rồi. Thì khi mà các bạn mua hàng online á, trước khi các bạn nhận hàng thì các bạn kiểm tra cái hộp xem thử là nó có còn nguyên vẹn hay không, nó có bị mốt méo hay là gì không nha các bạn. Thì sau đó các bạn nhận hàng á, thì các bạn nên quay lại cái video, các bạn khui hộp ra để mà lỡ cái hàng nó có bị vấn đề gì á thì các bạn còn có cái bằng chứng mà các bạn đổi trả nha. Thì chiếc đồng hồ này mình mua có giá là 621.000 đó. Thì tùy chỗ bán và tùy các bạn mua trên Shopee thì nó sẽ có nhiều cái mã giảm giá. Tùy các bạn áp vào cái voucher giảm giá thì nó sẽ ra một cái giá cuối cùng. Thì ở đây mình mua cái giá cuối cùng là 621.000 đó. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp ra, mình review cho anh em xem. Anh em nào có nhu cầu giống như mình thì anh em có thể mua nha. Cái này là mình mua về mình dùng thôi chứ mình cũng không có buôn bán hay là quảng cáo gì đâu các bạn. Cho nên là mình sẽ đánh giá một cách là công tâm nhất nha các bạn. Nói chung là mình cũng chưa biết là chất lượng nó ra sao, mình cũng mua về mình thử thôi. Shop này mình thấy đóng hàng không được cẩn thận cho lắm. Chỉ là ở bên ngoài nó chỉ là một cái lớp gọi như là lớp một lớp giấy mỏng thôi các bạn, một lớp giấy mỏng thôi chứ không phải là một cái lớp chống sóc hay là một cái hộp, thêm một cái hộp bên ngoài. Nó chỉ có một cái hộp của sản phẩm và được bao bên ngoài mình một cái lớp chống sóc, không, một cái lớp giấy mỏng thôi, không có chống sóc các bạn ơi. Về một cái sản phẩm điện tử mà gói hàng như thế này thì trong quá trình mà vận chuyển á thì có thể là nhiều nhân viên có thể là đem vứt lên vứt xuống thì nó sẽ bị ảnh hưởng á các bạn. Đây các bạn, sau một hồi thì mình cũng mở được cái lớp vỏ ngoài rồi. Đây là hộp sản phẩm của mình mua. Đây là cái thương hiệu và đây là cái mã này các bạn, GTR3 Pro. Đây là cái hình dạng của cái chiếc đồng hồ này. Đó thì đây có một số cái thông tin là cái màn hình hiển thị, đây là hiển thị UHD AMOLED.
đây là có cảm biến nhịp tim, đây là nghi gọi. Nhưng mà cái nghi gọi này là không phải là bỏ sim hay là như thế nào đâu, nó sẽ thông qua Bluetooth, nó kết nối với điện thoại mình chỉ nghi gọi. Còn đây là có chế độ thể thao đó. Thì ở mạch sau thì đó có một số thông tin nữa. Thì thôi mình sẽ khui hộp ra. Các bạn, đây có cái đồng hồ ở ngoài này luôn, thì mình đặt là phiên bản màu hồng nữa các bạn. Đây màu hồng này các bạn. Phía trong bên trong hộp thì nó sẽ có, tất nhiên là sẽ có một cái dây đeo màu hồng luôn. Đây là một cái cắp sạc các bạn, một cái cắp sạc pin. Cái cắp sạc này là cổng một đầu USB và một đầu sạc, một cái đế 500, có hai chấu, hai cục 500 và hai chấu pin. Thì trong hộp ngoài ra nó có một cái sách hướng dẫn và giới thiệu, một sách giới thiệu và hướng dẫn nha. Thì toàn là tiếng Anh thôi, hình như là tiếng Anh thôi các bạn. Ok, thì giờ trong hộp nó chỉ như thế thôi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ những cái này vào. Các bạn, mình không biết là cái chiếc điện thoại này còn pin lộn, sorry, không biết là chiếc đồng hồ này còn pin không nữa. Thì cái mặt đồng hồ này, cái mặt đồng hồ cũ của mình đây, cái mặt đồng hồ này cảm giác là to hơn luôn, to hơn các bạn. Cho nên là tay mình nhỏ nè, cái mặt này nó cũng hơi to so với mình. Như cái đồng hồ này thì các bạn gái đeo cũng hơi to nha. Ok, thì mình thử mình bật nguồn lên xem. Mình không biết à, lên nguồn rồi các bạn, vẫn còn pin. Mình sợ nó hết pin. Thì theo như cái cấu hình của shop ghi á, thì cái con này á, thì nó có cái một cái màn hình ấy, nó có, mình tìm xem thử nó có tiếng Việt không. Nó có tiếng Việt các bạn, nó có tiếng Việt nha, nó dùng được tiếng Việt. Đây, thì con đồng hồ này nó sẽ dùng một cái ứng dụng tên là, đấy đó, hoặc là quét mã để mà sử dụng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ
mình sẽ thử tải ứng dụng đó về để kết nối với điện thoại nha. Cái con đồng hồ này rất là nhẹ các bạn. Mình sẽ thử gắn dây này vào trong khi đang chờ đây đãi về được rồi nè các bạn, đãi về được rồi thì mình sẽ đăng ký một cái tài khoản mới. Thì mình đang đăng ký tài khoản mới nè các bạn chờ mình một xíu nha. Ok, bây giờ mình sẽ sau khi đăng ký thì mình sẽ kết nối với cái thiết bị của mình. Đây các bạn đồng ý nha. Ok, như thế là đã kết nối thành công rồi đó. Thì sau khi kết nối thành công thì nó sẽ hiển thị cài đặt thời gian đó, cài đặt ngày nó tự đồng bộ luôn các bạn. Ok rồi, đây là cái mặt đồng hồ này. Đây là giao diện các ứng dụng của nó. Rồi bên trái là một vài ứng dụng về sức khỏe. Này có thời tiết này các bạn, này có nhạc. Và mình muốn thêm gì đó thì mình sẽ vào thử. Theo như thông tin đó thì cái đồng hồ này nó có màn hình là 1.43 inch. Đó. Viền nó sẽ là viền, cái viền này đó, riêng cái viền này là viền kim loại nha các bạn. Nhưng mà cái ở đây là sẽ là viền nhôm, nhựa này. Này là viền kim loại, chỉ có một cái phần viền này kim loại thôi, còn này là nhựa. Rồi. Thì con đồng hồ này mình cảm giác nó rất là nhẹ. Nó khoảng 46,5 gram thôi. Đó, màn hình của nó là mình nói rồi, màn hình nó là màn hình AMOLED. Đó, vậy các bạn nhìn thấy sắc nét không? Đó.
1.43 inch, độ phân giải là 466 nhân là 466 hả. Dây đeo thì có thể thay thế, nó dây đeo có thể thay thế các bạn. Dung lượng pin nó là 260 mAh. Con này có chống nước IP68 nè. Rồi thì mình sẽ, bây giờ mình sẽ thử. Mình sẽ thử vào cài đặt xem. Này là có các kiểu menu chính này, có kiểu 1 là như hồi nãy, kiểu 2 mình sẽ ra xem thử. Kiểu 2 là menu như thế này. Đó. Để mình chọn vào kiểu 3 xem. Có 4 kiểu các bạn, kiểu 3. Kiểu 3 là như thế này. Như thế này thì mình thấy ok nhất này. Mình sẽ chọn thử kiểu 4. Đó. Thì mình sẽ chọn lại kiểu 3 nha. Kiểu 3 thì mình thấy ok nhất đó. Mỗi khi mình xây này, nó tới một cái mục nào đó thì nó sẽ rung đó các bạn. Nó sẽ rung lên. Mình cảm giác mà bấm nó không nhạy ta. Có nghĩa là mình phải bấm vào chính giữa này nè mới nhận được, chứ không phải là mình bấm theo cái icon. Thì mình sẽ chọn lại cái kiểu 3. Sẽ vào chỗ mặt đồng hồ, nó có nhiều mặt đồng hồ. Đây là mặt đồng hồ mặt định này, mặt đồng hồ thứ hai, mặt đồng hồ thứ ba, rồi thứ bốn đó. Mình chọn để mặt đồng hồ này đi. Cái nút này nó chỉ là nhấn vào và nhấn vào thôi, nhưng nó không có xoay được nha các bạn. Nó nhấn vào thôi. Pin, mức pin là còn 50% này các bạn, nhưng mà không biết để trở ra ở trở ra là bạn vuốt ra rung và rinh. Này nó không có lách cổ tay các bạn, các bạn lách nó không có tự động mở lên. Mình sẽ thử đeo dây vào xem thử như thế nào. Chỗ này nó có một cái nút gạt nè các bạn gạt.
tay mà nhỏ đeo đồng hồ này hơi to. Đó, nói chung là nó có khi bạn ngửa cổ tay lên thì nó sẽ sáng lên, nhưng mà nó hơi chậm, nhưng mà bạn úp xuống á thì nó sẽ tắt. Đó. Con này hơi chậm á các bạn. Đó, nó sẽ chỉ đâu đó khoảng 1 giây nha các bạn. Ok, thì để mình sử dụng thêm một thời gian nữa thì mình sẽ đánh giá một cái video chi tiết hơn cho các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ test nó.